Chào các bác nhé, lại là em đây. Hôm nay thì em lại đi lấy cây dây vuông các bác ạ. Như các bác biết là trong bài thuốc đắp ấy thì hầu như là đắp xương khớp hoặc là đắp cấy xương hoặc là đứt gân cơ thì không thể thiếu được cây dây vuông. Và cây dây vuông thì em nói nhiều lắm rồi, và thực tế là quay rất là nhiều video để chia sẻ cho các bác. Thế nhưng mà có một chút chuyện nhỏ nhỏ như này các bác ạ. Đợt vừa rồi ấy, cách đây khoảng tháng hơn tháng 2 tháng thì em có đi lấy cây dây vuông, thì em có chia sẻ cho các bác là cây dây vuông thì rất là hiếm. Nói với thật với các bác luôn, ở chỗ em là cây dây vuông rất là hiếm. Và cây dây vuông này là nó cây chỗ mà em đi lấy này là phải theo em theo quá trình từ bé rồi. Ông em đã dặn em là xuống đây lấy rồi, ông em nói chỉ cho em rồi. Ông em bảo là xuống cái khe này lấy. Đấy, ở dưới này khe nước nha các bác nha, nghe thấy nước chảy chưa. Thì ông em, từ cái thời ông em thì ông em đã bảo em bảo là lấy cây thuốc này ấy. Ngày xưa ông còn dặn bảo là xuống đây thì không được xuống một mình ở đây, bởi vì có một con chăn nó rất là to, gọi là con người Tày gọi là con táng ấy, thì xuống nó sẽ nuốt mình vào và nó sẽ vòng đi theo cây. Đấy là có mấy cây to như này, vòng thì không ai cứu được nữa. Là từ trước tới giờ là em chỉ nhớ là ông em còn sống thì ông em dẫn em xuống đây lấy, lúc em ông không còn ấy. Và tới bây giờ thì đến lúc mà em để theo nghề em đi hái thuốc rồi thì cũng em cũng đi rất là nhiều nơi, rất là nhiều khe nhưng không gặp cây dây vuông này. Và em chỉ gặp ở đây, đúng ở đây là ở xã của em này là ở đây có thôi. Còn ở tỉnh khác thì vẫn có, huyện khác thì chắc là vẫn có, nhưng mà nó cũng có với số lượng ít các bạn nhé. Thế nhưng mà em chia sẻ thì em, đối với em nó là một cây thuốc quý rồi đấy. Bây giờ quý và hiếm rồi đấy, không còn nữa đâu. Nếu mà em mà lấy hết thì nó sẽ tuyệt chủng rồi, quý và hiếm rồi. Và em đã chia sẻ với các bạn là cây dây vuông như này như thế kia. Nhưng thật sự luôn là có một bác vào nói với em là cái đừng lên mạng, đừng nói cái này là hiếm. Đấy, bác ấy nói với em như này nhá. Em thật lại đúng như đấy luôn, bảo đừng đi quay video thì đừng nói cây đấy là hiếm. Cây đấy ở chỗ của mình đây, có lấy hàng tấn cũng được. Thì thật sự luôn em nói thật với các bạn là cái đấy là một cái câu nói thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà bản thân của một người mà đã làm thầy thuốc mà nói cái câu đấy thì quá sai lầm. Một câu nói sai lầm nữa là của bạn ấy nói với em là em nên học lại đi, đọc lại sách đi. Đấy, và nên đọc lại sách đi, cây này không hiếm, không được nói là lên mạng, không được nói hiếm với mọi người. Thì cái câu nói thứ hai nữa nó lại càng sai lầm. Tại vì em thì em không bảo mình giỏi, thực tế thì em cũng còn trẻ. Rất là nhiều bác có tuổi làm thầy thuốc thì khi mà xem được video của em hoặc là gặp em ở ngoài đường, kết bạn với em thì cũng không nghĩ em là một người thầy thuốc đâu. Tại vì so với các bạn mà làm thuốc, các bác mà đông y làm thuốc thì em còn trẻ hơn các bác rất là nhiều. Em hiện tại bây giờ em mới chưa tròn 37 tuổi rồi. Tết này nữa là em tròn đúng tròn 37 tuổi các bạn nhé. Là em 37 tuổi nhưng mà em đã làm thuốc lâu lắm rồi. Có nghĩa là từ bé em đã biết đi hái thuốc theo ông rồi. Còn để mà phát triển nó lên thì mấy năm gần đây thì em mới phát triển lên. Tại vì cái nghề, cái nghiệp ấy thì nó chọn mình, cho nên là không thể tránh được. Tự dưng đến cái tầm tuổi đấy mình lại bắt đầu lại đi hái thuốc lại. Và cũng đi học ra rồi, cũng đi học chuyên sâu về đông y ra rồi. Cho nên là giỏi thì em không giỏi, nhưng mà cây thuốc gia truyền là em khẳng định với các bác là nó cây nào mà em chia sẻ với các bác là chuẩn cây đấy. Và em là người không bao giờ nói hai lời, người em rất là rõ ràng và thẳng tính. Khi mà các bạn mà không biết mà các bạn nói em là học lại đi hoặc là thế này thế kia thì em cảm thấy mình bị xúc phạm rất là nhiều. Và bây giờ thì em sẽ chia sẻ lại tất cả các bạn. Không biết bạn này bạn có vào xem không, nhưng em chia sẻ lại cho bạn ký về cây dây vuông một chút như thế này. Đây, đây mới gọi là cây dây vuông. Đó, đây, cây dây vuông này, cây non của nó sẽ vừa xanh vừa hồng này. Và nó vuông này, được chưa? Và nó vuông thế này. Đây, còn cây già của nó đây. Đây là cây già của nó. Nó có, này, này, 1, 2, 3, 4, 4 cạnh vuông nhá. Đây, đây, cây già của nó đây. Đấy ạ. Nó như thế này, nó sẽ bạc bạc như này. Nó khác hoàn toàn với lại cây mà bạn bảo ở chỗ bạn cả tấn ấy. Cây đấy là cây chìa vôi vuông, được chưa ạ? Cây chìa vôi thì nó khác hoàn toàn là lúc nào nó cũng có vôi. Nó sẽ bạc bạc trắng trắng như này và nó không mọc ở như này. Riêng cây chìa vôi nó không bao giờ mọc ở chỗ khe nước. Và chỗ ẩm ẩm như này nó không bao giờ mọc nhé các bạn nhé. Cây chìa vôi kia nó chỉ mọc ở trên cái chỗ cao cao cơ. Hoặc là chỗ dưới đường cơ, cây kia là mình dùng cái củ của nó. Cây chìa vôi kia thì nó cũng rất là tốt trong bài thuốc xương khớp, nhưng mà nó không thể tốt bằng cây này được. Nó không thể tốt bằng cây này được. Đây, cây dây vuông này này. Đó, cây dây vuông này. Này, nó không bao giờ có phấn và nó sẽ xanh xanh như này nhá. Và cái lá non của nó đỏ này. Đó.
Đấy. Mặc dù cây chìa vôi nó cũng có, nó đỏ như thế, ở dưới nó đỏ tương tự như thế, không khác gì là cây dây vuông, nhưng nó sẽ có phấn. Còn cây này thì không bao giờ có phấn và nó cạnh vuông, còn cây kia nó không vuông như thế này đâu nhá. Đây, nó vuông và nó nhìn thấy như thế này này. Nó cứ kiểu như này này. Nó như kiểu như cắn này. Đây, được chưa? Đây, cây dây vuông này. Đây, cây dây vuông này, đấy, nó kiểu như này này. Nó như cây đỗ khế ấy. Cái lá non của nó như cái quả đố khế ấy. Đấy, cái này mới gọi là cây dây vuông. Cây dây vuông này là một vị thuốc cực kỳ quý luôn trong bài thuốc xương khớp nhá. Các bạn mà bị đứt gân đứt tay mà không có cây này là không được đâu. Nó không nối vào được. Với lại mà trẻ con mà bị không đi được ấy, chậm lớn ấy, nó cứng cáp ấy, gọi là dần ón đó. Dần ón ấy thì mình phải lấy cái này tạt tắm cho nó thường xuyên. Đun nước uống nữa, kết hợp với cái thuốc khác để đun nước uống nữa. Và còn những cái người mà đàn ông ấy mà không cương cứng được thì cũng phải lấy cây già của cây này này để uống, thì nó kết hợp với cái thuốc khác thì nó mới cứng được, bởi vì đây là một cây thuốc cực kỳ quý đó, cực kỳ quý và hiếm luôn. Em nói thật luôn, một số bạn còn muốn tìm nó còn không thấy. Bản thân em thì biết, bây giờ thì cũng không phải là mỗi mình em biết đâu, rất là nhiều người biết rồi. Cái mé bên kia thì người ta đã lấy hết, còn chỉ còn những cái chỗ này thì em mới đi lấy. Em đi lấy thì em lấy kiểu khai thác thôi, kiểu bảo tồn thôi đấy. Này, nay em chỉ lấy cái đoạn này về để cho bệnh nhân của em đắp thôi. Cái đoạn này tươi này em về em kết hợp với lại cây đại bi đỏ này, rất là nhiều cây thuốc để em trong bài thuốc đắp rất là hiệu quả. Riêng bài thuốc đắp xương khớp hiệu quả lắm nha các bạn nha. Đấy, sao lên ấm rượu làm thuốc đắp. Còn như bạn ấy bạn bảo là không biết thì học lại, thì bạn học lại đi nhá. Còn em không, còn cái này là em biết chính xác đấy. Cái này là cây từ bé của em rồi. Nên là không, các bạn đừng có nói lung tung. Thực ra là có rất là nhiều bác cũng vào nói mỉa mai lung tung, nhưng mà em thì em không để ý đâu, không để ý đến những người vào nói linh tinh đấy đâu. Những cái người ta không hiểu biết thì người ta mới nói, và những cái người như thế kia thì gọi là bản thân mình kiểu như không tự tin ấy, thì mới nói. Còn em chỉ chia sẻ lại cho các bạn biết thôi. Nếu mà bạn nào mà cứ vào kênh của em nói linh tinh là em cho ra ngoài đảo với khí á. Là em không cho xem video của em nữa đâu, không chia sẻ video của em nữa đâu. Đấy, em bỏ ra tận đây bởi vì là em sẽ còn phải lấy một nắm nữa các bạn ạ. Lấy một nắm nữa bởi vì cái này nó ít quá. Đây. Tìm nó khá khó. Cái này nó chỉ mọc ở chỗ khe nước thôi các bạn ạ. Đấy. Đây. Nó chỉ mọc ở chỗ ẩm ẩm đấy thôi, ở xung quanh nó phải có nước thì nó mới sống được. Đây này các bạn. Để em kéo cho bạn xem nhé. Đây bây giờ thì hôm nay em sẽ đi hái những cây nó non như thế này. Cái này thì cái non như thế này thôi, nhưng mà mình cũng có thể ngâm rượu thì mình cũng vẫn lấy non, lá non được, lá non ngâm rượu được. Tuy nhiên là mình lá non của nó mình dùng để đắp nó tốt hơn. Ngâm rượu thì mình dùng lại già hơn một chút, nhưng cả lá nó càng tốt. Cái này thì ăn được ngọn của nó nhá. Cái ngọn của nó các bạn mang về làm rau ăn được. Bài thuốc này là các bác người giao là các bác biết mà, đúng không? Các bác người giao là các bác biết cây thuốc này lắm ấy. Đây, cây này là các bác biết đó lắm. Đây này, các bác nhìn thấy chưa? Một số bác đã trồng được, một số bác có thể trồng được, nhưng một số bác thì trồng cũng không được. Non thì nó đỏ chót như thế này cơ mà. Với lại đâu nó vuông đến đấy, còn không có một tí phấn nào nhá các bạn nhé, không có một tí phấn nào. Để gọi là cây dây vuông. Cái này ngọn này mang về xào rau ăn được, nó chua chua. Nhưng mà em thì chả bao giờ xào rau ăn đâu. Có đâu mà xào rau ăn. Làm thuốc cho bệnh nhân thôi. Dạ. Đấy. Bây giờ em lại xuống khe đây. Bản lick của em lại thấy con gì rồi. Nó mới xuống nhiều như thế. Nó phải thấy con gì rồi các bạn. Không. Lấy không đơn giản một tí nào đấy. Công kênh. Đấy. Em chỉ bẻ lấy một đoạn. Còn một đoạn nó để nó sống. Không thì mai này hết. Tận diệt là không còn đâu các bạn. Mà nó tốt thì các bạn cứ mang về ngâm rượu uống thì... Thì là hết ấy. Lấy kiểu như khai thác ồ ạt ấy, thì bây giờ mà người ta biết ấy, thì cái gì cũng lấy là người ta lấy hết. Em chia sẻ với các bác thì em chia sẻ vậy thôi, chứ còn ở gần đây không, em cũng không chia sẻ đâu, bởi vì em sợ người ta khai thác hết ấy. Người ta cần thì em chỉ bảo là cứ bảo em đi lấy cho, em bảo thế thôi. Còn em không chỉ cho đâu, chỉ cho là người ta về lấy hết. Mình kể cả bây giờ các bác bảo mang về trồng đi, cái thuốc quý mang về bảo tồn thì cũng có, cũng mang về trồng được bảo tồn thật, nhưng mà nó không không
nó sẽ không được bằng ở trong rừng đâu các bạn ạ. Nó không bao giờ bằng được ở trong rừng. Những cái thuốc tự nhiên thì mình để ở trong rừng thì nó sẽ tự nhiên hơn, bởi vì đây này, đất đá này, nó cằn cỗi này, nó phát triển được, với lại nó sinh trưởng ở môi trường khắc nghiệt này, sương gió các kiểu này, nó không có chỗ che chỗ ấy thì nó sẽ phát triển tốt hơn rất là nhiều là mình mang về mình trồng. Vậy nên là ở rừng có được thì bảo tồn được càng tốt. Bởi vì cái thứ nhất là ở đây thì có nguồn nước này, ở dưới này là có bản nữa thì họ sẽ không cho phát đâu. Bây giờ nguồn nước thì phải xung quanh nguồn nước thì họ phải bảo vệ. May mà cây này nó còn ở chỗ nguồn nước như này, cho nên là vẫn còn bảo vệ được các bạn ạ, vẫn còn sử dụng được thoải mái. À vậy thôi, chia sẻ với các bác về cây dây vuông thôi. Còn cây dây vuông thì nó có rất là nhiều tác dụng rất là tốt rồi, các bạn phải biết là trong bài thuốc xương khớp đắp và bó và uống, nếu mà không có cây dây vuông này thì bệnh lý nó sẽ không thuyên giảm được, là được. Các bạn chỉ cần biết nó quý như thế là được. Còn thì nó có nhiều tác dụng lắm, mỗi người có một tác dụng riêng, nhưng mà khi mình sử dụng rồi thì nó mới ấy được. Nó thì có nhiều cực kỳ nhiều tác dụng luôn các bạn nhé. Vậy thôi, em chào các bạn. Và cũng không biết là cái bạn mà bạn đã vào xem em bảo em học lại thì các bạn xem lại đi nhá, xem lại video đi, để phân biệt được bản thân mình đã làm thầy thuốc rồi ấy, đã đi lấy cái thuốc để chữa bệnh cho người ấy, thì mình phải biết được chính xác nó là cây gì, được chưa ạ? Nó phải cây gì, cây dây vuông thì nó như thế nào, và cây dây vuông thì nó như thế nào, và cây dây chỉ vôi thì nó như thế nào, thực tế nó như thế nào, và học ở trên sách vở nó như thế nào. Bây giờ có thể các bác đọc sách cả đời, nhưng khi các bác vào rừng chưa chắc các bác đã nhận ra được cây thuốc. Nhưng em không đọc sách được nhiều như các bác đâu. Sách của em thì không đọc nhiều đâu, em chỉ là kinh nghiệm thôi. Nhưng mà cây thuốc nào mà em đã chia sẻ với các bác là đúng cây thuốc đấy, chuẩn cây thuốc đấy luôn, chứ không chia sẻ lung tung, cũng không nói bừa. Biết đến đâu là chỉ đến đấy, được chưa? Biết đến đâu là chỉ đến đấy. Cho nên là khi bác có hơn tuổi em, nhưng mà bác mà nói em bảo là thế này thế kia thì em không thấy hài lòng, và em cũng không chấp nhận cái điều nói đấy. Được chưa? Vậy thôi, em chào các bác nhé.